So với những đội bóng góp mặt tại VBA 2020, Đà Nẵng Dragons có lẽ là cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất. Bởi đại dịch Covid-19 phần nào ảnh hưởng tới dòng sông Hàn khi các cầu thủ và ban huấn luyện trải qua nhiều tuần cách ly xã hội. Vì vậy, ngay sau khi thành phố Đà Nẵng mở cửa đường bay nội địa, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ đã nhanh chóng di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Thực ra thì khi mà kể cả cái ekip, kể cả đội bóng, mọi người đang tập trung hướng về Đà Nẵng, nhưng mà khi mà Covid bùng ở cái lần thứ hai thì mọi người phải dừng lại tất cả các hoạt động ở đó. Cho nên là kể cả những cầu thủ cũng vậy, họ đang tập với một cái nguồn rất là tích cực, nhưng mà cuối cùng dịch thì mọi người phải ở nhà hoàn toàn, không có tập luyện trong một cái thời gian dài. Cho nên khi mà vào đây mà sau khi cách ly thì mọi người nói chung là cầu thủ rất là hào hứng khi mà được quay trở lại tập luyện với trái bóng. Thì có một số bạn em thì khi mà nghỉ trong một thời gian dài thì không có đáp ứng đủ chuyên môn về thể lực cũng như cái cảm giác bóng. Sau khi cách ly 14 ngày ở trong đây thì đội bắt đầu tập luyện, thì hầu như là các sau gần 3 ngày tập luyện này thì cảm thấy là mọi người cũng dần dần lấy lại cảm giác bóng, nhưng mà về thể lực thì cũng chưa đáp ứng được đúng chuyên môn mà cảnh mong muốn. Rõ ràng so với 6 câu lạc bộ còn lại, Đà Nẵng Dragons bị sự ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều hơn. Vì vậy, họ đang nỗ lực thu hẹp bất lợi của mình bằng nỗ lực tập luyện tối đa. Trong những buổi tập tại sân Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh ngoài việc trau dồi kỹ chiến thuật cho các học trò cũng rất chú trọng tới những bài tập thể lực. Hơn 2 tiếng tập luyện mỗi ngày, các cầu thủ dường như phải hoạt động hết công suất, tất cả phải vắt kiệt sức lực để chuẩn bị cho một mùa giải VBA 2020 đầy cạnh tranh với mức độ thi đấu cao hơn những năm trước. Dù chưa có sự góp mặt của cầu thủ quan trọng nhất Chris Dyer, Nguyễn Văn Hùng cũng chưa thể di chuyển tới thành phố Mountain Park. Tuy nhiên, không khó để nhìn thấy những tín hiệu tích cực của đội bóng áo cam. Tân binh Triệu Hoàng Minh hòa nhập rất nhanh với các đồng đội. Nguyễn Hoàng Tuấn trở lại sau chấn thương nhưng vẫn giữ được phong độ vô cùng ấn tượng. Hậu vệ trẻ này vẫn cho thấy cảm giác bóng tuyệt vời và khả năng dứt điểm chính xác. Với những cầu thủ xuất sắc đang có trong tay, huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh rất tự tin bước vào mùa giải mới. Đối mặt với không ít khó khăn vì đại dịch Covid-19, hãy chờ xem đoàn quân áo cam sẽ thể hiện những gì tại VBA 2020.